Như lên 3 tuổi, Mạnh đã nhận biết được quốc kỳ các nước, biển số xe, số nhà, biển báo giao thông và thực hiện chính xác các phép toán cộng trừ. Cuối tuần này, Lê Xuân Mạnh, lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, sẽ bước vào trận chung kết năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2023. Tự tin và háo hức mong chờ là cảm xúc của cậu Mạnh kể từ khi em giành vòng nguyệt quế quý 3, hơn 3 tháng trước, đến giờ. Hiện tại, em đang tích cực chuẩn bị cho trận chung kết năm, trong đó, em chú trọng rèn luyện các kỹ năng như gõ phím nhanh và chuẩn xác. Mạnh bộc bạch, hôm gặp chúng tôi, cậu học trò đang tất bật sửa soạn đồ dùng, cùng mẹ ra Hà Nội tham dự trận chung kết. Hành trang mang theo ngoài hai lọ điều ước lấp lánh sắc màu còn có trái tim, nhúm, đầy khát khao mang vòng nguyệt quế Olympia về cho quê hương sau nhiều năm chờ đợi. Góc học tập của nhà leo núi, xứ Thanh không chỉ nổi bật với những chồng sách được sắp xếp gọn gàng, mà còn rực sáng bởi hàng chục tấm giấy khen được treo ngay ngắn. Mạnh cũng dành riêng một góc trong căn phòng để lưu giữ kỷ vật, cúp và vòng nguyệt quế đã chiến thắng ở các vòng thi tại sân chơi Olympia năm 2023. Chàng trai xứ Thanh đặc biệt trân trọng những kỷ vật này bởi mỗi khi ngắm nhìn nó, cậu có thêm động lực mạnh mẽ, tự tin bước vào trận chung kết năm. Với thầy cô và gia đình, Mạnh là cậu học trò sở hữu nhiều tố chất đặc biệt. Lên 3 tuổi, Mạnh đã nhận biết được biển số xe, số nhà. Không chỉ vậy, cậu học trò còn thực hiện chính xác các phép toán cộng trừ. Từ ngày bé, con đã có khả năng nhận biết quốc kỳ của các nước trên thế giới. Đặc biệt, Mạnh rất thích thú với các biển báo giao thông, có thể phân biệt chính xác các biển báo trên đường, anh Lê Xuân Bình, bố của Mạnh chia sẻ. Thấy con may mắn sở hữu những tố chất đặc biệt nên chị Vũ Thị Hường đã tích cực đăng ký cho cậu con trai cưng tham gia các lớp rèn luyện về kỹ năng sống. Trong cách giáo dục con cái, vợ chồng chị không gây áp lực về mặt thành tích mà hướng tới tạo lập cho các con môi trường học tập, nghỉ ngơi khoa học. Sau mỗi giờ học bài, tôi thường xuyên tâm sự với con nên giữa hai mẹ con gần như không có khoảng cách. Sự tương tác qua lại giúp mình nhận biết được những khó khăn, vướng mắc của các con, từ đó đưa ra lời khuyên kịp thời, đúng lúc, chị Hường tâm sự. Ngay từ năm lớp 1, Mạnh đã giành giải nhì học sinh giỏi môn toán cấp thành phố. Suốt từ bậc tiểu học cho đến giờ, năm nào Mạnh cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cậu học trò xứ Thanh còn là thủ khoa khối B trong kỳ thi chọn khối của trường Trung học Phổ thông Hàm Rồng. Trước đó, Mạnh đã từng giành cú đúc giải nhì môn hóa và sinh cấp trường năm lớp 11. Đặc biệt, Mạnh hiện còn là cố vấn câu lạc bộ lịch sử của trường. Xuân Mạnh và cô giáo hướng dẫn Trần Thị Xuân nghiên cứu kỹ cách chơi của ba nhà leo núi. Năm nay, Mạnh đánh giá rất cao khả năng tư duy, độ sâu rộng về kiến thức của các bạn chơi. Với Việt Thành, điểm mạnh chính là khả năng làm chủ sân khấu cùng khối lượng kiến thức khủng. Trong khi Minh Chiết trông bề ngoài khá hài hước nhưng ẩn sâu bên trong là tinh thần thi đấu bốc lửa, đầy tự tin. Bạn chơi mà Xuân Mạnh tiếp xúc nhiều nhất là Trọng Thành, người vừa chiến thắng tại trận đấu quý 4. Cả hai từng đọ sức vài lần trong các trận chung kết Olympia trên mạng nên khá hiểu nhau. Trọng Thành là đối thủ rất đáng gờm của em vì bạn có khả năng thi đấu tốc độ, có vẻ là đối thủ nặng ký, ngắn đường đến với vòng nguyệt quế trong trận chung kết năm nay, nam sinh chia sẻ.